Chào mừng các em đến với chương trình học trực ôn tập trực tuyến của bộ môn sinh học lớp 7. Ở hai tiết ôn tập trước, chúng ta đã được ôn tập về lớp bò sát, đó là đại diện thằng lằn bóng đuôi dài, và lớp lưỡng cư, đó chính là ớt đồng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lớp thứ tư trong ngành động vật có xương sống, đó là lớp chim, và đại diện là chim bồ câu. Các bạn quan sát cho cô sơ đồ tư duy dưới đây. Đầu tiên chúng ta nhìn vào phần đời sống thì chim bồ câu sống và làm tổ ở trên cây, bay lượn rất giỏi. Về đặc điểm sinh sản thì chim bồ câu là loài thụ tinh trong, giống với loại lớp bò sát, đó là con thằn lằn bóng đuôi dài, rồi trứng có vỏ đá phôi bao phủ. Chim bồ câu nuôi con bằng sữa diều. Vậy thì sữa diều chính là sữa được tiết ra từ diều của chim bố và mẹ. Một đặc điểm cuối cùng trong phần sinh sản mà chúng ta cần phải nhớ, đó là chim bồ câu có tập tính ấp trứng, ấp cho đến khi trứng nở ra thành con non. Về phần cấu tạo ngoài, thích nghi với đời sống bay lượn của chim bồ câu, điểm đầu tiên đó là thân hình thoi. Chia trước đã biến đổi hoàn toàn thành cánh. Chia sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt giúp cho chim có thể bám chặt vào cành cây. Mỏ sừng không có răng để làm cho đầu chim nhẹ hơn. Cổ dài khớp với thân để giúp chim có thể quan sát, phát huy hết vai trò của các giác quan như là thính giác hay là thị giác. Về lớp chim thì có hai hình thức di chuyển chính, đó là bay đập cánh và bay lượn. Thì đối với chim bồ câu nó sẽ thuộc vào nhóm là bay vỗ cánh. Thế nào là bay vỗ cánh? Đó là cánh sẽ đập liên tục và cơ thể bay được là nhờ vào sức đập của cánh. Còn bay lượn là những cái loài mà bay cánh sẽ dang rộng và lượn theo chiều của gió. Rồi, sau khi chúng ta đã tóm tắt về đời sống, sinh sản, cấu tạo cũng như là di chuyển của chim bồ câu, thì chúng ta sẽ đến với một số cái câu hỏi có liên quan đến bài chim bồ câu. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái dạng câu hỏi như thế này ở trong đề thi thì nhiệm vụ của chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ đọc thật kỹ cái đoạn văn, và sau đó chúng ta sẽ đọc đến câu hỏi để chúng ta tìm ra những câu trả lời, và những câu trả lời thường sẽ nằm ở trong phần câu hỏi, phần đoạn văn luôn. Rồi các bạn đọc xong đoạn văn, chúng ta đến với câu hỏi ha. Câu hỏi đầu tiên: động vật hành nhiệt có ưu điểm như thế nào so với động vật biến nhiệt? Như vậy, người ta đang nhắc đến thân nhiệt của chim bồ câu. Vậy thì chúng ta sẽ tìm đến cái đoạn nào đang nói về thân nhiệt ha. Thân nhiệt của chim bồ câu ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi. Như vậy thì động vật hành nhiệt có ưu điểm hơn so với động vật biến nhiệt, đó là không phụ thuộc vào môi trường hay là ít phụ thuộc vào môi trường. Câu hỏi thứ hai: tổ tiên của chim bồ câu nhà là loài nào? Thì bản văn đầu tiên đã cho chúng ta thấy được là bồ câu nhà có tổ tiên là loài bồ câu núi màu lam và hiện còn sống làm tổ trong điều kiện hoang dã ở nhiều vùng núi châu Âu, châu Á và Bắc Phi. Câu hỏi cuối cùng cho đoạn văn này: tại sao thụ tinh trong ở lớp chim lại tiến hóa hơn thụ tinh ngoài ở lớp cá và lớp lưỡng cư? Thì chúng ta thấy trong đoạn văn nhắc đến là ở lớp chim thì đẻ mỗi lứa là chỉ có 2 trứng. Nhớ lại bài học trước, ở loài thằn lằn bóng thì nó mỗi lứa chỉ đẻ khoảng 5 đến 10 trứng, trong khi cá và lưỡng cư thì số lượng trứng lên đến hàng trăm và hàng ngàn trứng. Vậy thì trong quá trình thụ tinh á, quá trình thụ tinh trong nó sẽ tiến hóa hơn thụ tinh ngoài, là hiệu quả thụ tinh trong nó sẽ cao hơn, cho nên là số lượng trứng nó sẽ giảm đi, còn thụ tinh ngoài thì số lượng trứng nó nhiều, nó cao, bởi vì cái hiệu quả thụ tinh nó rất là thấp. Chúng ta đến với đoạn văn thứ hai, chúng ta cũng sẽ đọc thật kỹ đoạn văn và sau đó chúng ta đọc câu hỏi và tìm câu trả lời ở trong đoạn văn. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn như thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem trong đoạn văn này chỗ nào nhắc đến các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Đầu tiên, thân chim hình thoi, da khô và phủ lông phủ. Chi sau có bàn chân dài, 3 ngón trước, 1 ngón sau đều có vuốt. Mỏ sừng bao bọc, hàm không có răng. Cổ dài, đầu chim linh hoạt, và đặc điểm cuối cùng đó là có tiếng phao câu tiết chất nhờ
Đây chính là các đặc điểm cấu tạo ngoài giúp bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Câu hỏi thứ hai cho đoạn văn này: khác với lớp bò sát, lớp chim có cấu tạo cơ thể có thêm tuyến phao câu. Vậy tác dụng của tuyến phao câu là gì? Vậy thì đây nhắc đến tuyến phao câu. Vậy thì chúng ta sẽ tìm đến đoạn văn có tuyến phao câu ha. Tuyến phao câu tiết chất nhờn khi chim rỉa lông làm lông mịn và không thấm nước. Như vậy thì khác với lớp bò sát, lớp chim có thêm tuyến phao câu để làm cho lông trở nên mịn và hoàn toàn không thấm nước. Như vậy thì nhờ có bộ lông không thấm nước nên chim mới có thể dễ dàng bay lượn. Nếu như bộ lông của nó thấm nước thì lông sẽ trở nên rất là nặng. Lúc đó thì chim bồ câu nói riêng và các loài chim khác nói chung thì nó sẽ nặng và làm cho cơ thể của nó không bay được ha. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.